Wow, cái này nhìn xuống đường đẹp không? Đây có siêu xe chạy bên dưới thôi, hết ý luôn. Sáng hôm sau, cả nhà tiếp tục xuống dưới để kiếm gì ăn sáng nha. Tối hôm qua thì mình ở bên kia, cái dãy bên kia xong mình đi lên thôi. Rất là bất ngờ khi bên này cái số lượng người Việt Nam qua đây quá đông. Thì mình cũng có coi chuyến bay qua đây như là ngày đó 5-7 chuyến gì lần. Luôn cả Singapore Airlines rồi này nọ, đi 3-4 chuyến ngày rồi. Thì bữa nay mình sẽ ăn từ bên này qua đây nha. Người Việt Nam bên này đông thật. Đi chỗ nào nói tiếng Việt Nam cũng nghe. Người Việt Nam mình qua đây du lịch hơi đông đó. Đây cũng là Việt Nam nữa nè. Mua đồ ăn phong phú chưa? Cả thiếu món gì? Giò heo, đùi heo gì, cá không có thiếu ha. Rau rồi nhìn đẹp thì thôi luôn vậy. Cái này là lẩu. Muốn ăn rau gì thì chọn. Bên này là lẩu tiếp. Sáng sớm mà ăn lẩu rồi, đã thiệt. Đa số là đồ người Hoa nhiều nha. Đây cánh gà đặc sản ở đây luôn. Cánh gà Singapore. Đồ biển. Mì các loại. Gà luộc. Sáng sớm làm 5 cái đùi gà, 5 cánh gà. Một phần cơm gà với lại đầu cá cà ri. Hấp dẫn chưa? Cái đầu cá đâu chưa thấy luôn, nhưng mà cái này thì chắc chắn là ngon. Loại loại nó chua hay là loại cà ri ông? Cà ri á. Phải. Anh không thích ăn chua. Cái loại chua chua ngon lắm á. Dạ. Rồi, thử đi em. Singapore Casino. Thực ra Singapore để mà nói thì nó giống như một cái Dubai của châu Á. Thì Dubai là của nước Trung Đông, làm rất là hoành tráng. Thì ở đây có cái Singapore của châu Á, tương tự với lại Dubai nha. Mọi thứ trong này thì kiến trúc rồi mà cái kiến trúc cũng tựa na ná nhau. Đây có thêm cái Venetian nữa nè. Đi gondola của Vegas. Giờ mua ít đồ đã tính. Đây này được xem nước này, không biết là bao lâu nó chảy một lần, nhưng mà nãy giờ lâu lắm rồi đó. Thấy phun xuống nè, đẹp không? Hết rồi, còn con. Đây tiệm Moncler bán đồ lạnh hết ý luôn. Wow, cái con mannequin này nó cao dữ vậy. Mình vừa khỏi rời khỏi cái mall xong thì ra ngoài này gặp hàng câu quá đẹp. Bên kia là chỗ sư tử phun nước nè, nổi tiếng, và bên phải là cái nhà sầu riêng. Hai chiếc sầu riêng nè. Sầu riêng chưa? Chiếc sầu riêng nè. Đây sư tử phun nước nè. Wow, chưa đẹp như là phố. Ý, cái nhà kiến này tròn tròn này có lý nè. Bây giờ mình chạy tới mình chơi nha. Để mà lên cái nhà này thì phải đi đường khác, thường thì đường này mở cửa. Nhưng mà theo Long nghĩ thì ở dưới này nó có một cái đường đi lên, đó là vô trong cái Apple Store nha. Bây giờ đi thử. Đoán thì là đi lên nhà tròn nó bằng cái thang máy escalator này. Billy ơi, you know we're in a round ball? Hello. Do you know we're in a round ball, Billy? No, I know. Look how round it is. Đúng rồi, đây là chính thắng rồi. Wow. So round. Mát thật.
Chính thắng đây rồi. Ngon lành cành đào ở đây, nhìn thấy cảnh quan 360. Tum 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 tum. Đẹp ha. Đây nhìn cảnh vậy thôi chứ còn gì bằng nữa. Thì mình đi hết vòng cho mọi người xem nha. Mình rảnh mà, mình đang đi chơi mình rảnh lắm, rảnh kinh khủng luôn. Với lại mỗi ngày mình phải đi 4 km, thì hôm nay mới đi được có 2 km thôi. Bây giờ mà kêu đi tiếp thì mình vẫn đi tiếp được. Trong khi đó bây giờ mới có 12:30 à, còn tới nguyên một ngày nữa lận. Khả năng hôm nay đi là phải 7-8 km, gần hết vòng rồi nha. Bên trong tiệm Apple người ta đang ngồi trong này đó, đẹp không? Tiếp tục. Rồi tới Bentley nữa là hết vòng. Sau một buổi trưa đi vòng vòng thì bây giờ Bentley đã đói bụng, muốn vô trong Gordon Ramsay Restaurant. Khoái ông này lắm, nói đồ ăn của ông này cực kỳ ngon, thì cho em vô thưởng thức nha. Đi đi con. Này gọi là Bread Street. Đây cũng có Din Tai Fung. Mấy nhà hàng này thì nổi tiếng lắm, ta nấu điểm sắm trước mặt mình xem luôn nè. Như là bên Việt Nam như cũng có thì phải, Mỹ thì nhiều. Mấy nhà hàng này nè, Din Tai Fung nè. Không, cái Din Tai Fung á, như có mà quần nhất á, Đồng Khởi thì phải. Rồi mua này ăn nhẹ nhẹ nữa nè, ăn suốt ngày. Mình liền bánh mì. Sau khi đi một ngày xong mình về lại khách sạn. À, đây là view ban ngày nè. Mọi người nhớ cái đèn hôm qua mà sáng sáng không? Là những chiếc tàu đó. Tàu các loại, du thuyền, tàu hàng. Wow, cảnh ui trời ơi đẹp. Đứng ngay góc thì mình có thể chụp gần hết như là 180 độ luôn. Nhà chuẩn bị lên hồ chơi nè. Hồ bơi vô cực. Vô cực. Hoặc là bơi không có cực, không bị cực. You like what? Bean. Hồ bơi vô cực thì nằm ở đâu? Sky Park. 57. Dad, we're a little. Well, I think we're going down. But we're already up here, so. Lầu 57, Bentley ơi. Hả? Không thầm. Okay. Oh, your key work might not working. Thẻ Bentley mà xài được mà thẻ mình xài không được mới ghê chứ. Oh, this is for electricity. Why it sounds like bên này có hồ. Đây mình cầm một chìa khóa phòng thì đi qua đây thôi. Đây là hồ bơi vô cực. Thấy toàn tay bơi không, mà giờ này nắng lắm không có thấy châu Á nào bơi hết. Đẹp hết sảy. Còn 17 thấy không Bentley? Hả? Bentley, you scared of that edge? No, that edge should be fine. Cái hồ này rộng lắm, từ bên này mà nó chạy xuống tuốt dưới kia lần kìa, xa lắm. Đẹp vậy. Tối xuống đây bơi thì hết ý luôn. Đây nó mở cửa tới 11 giờ đêm luôn. Bên này là nhà hàng. Bên này là hồ bơi. Đi nãy giờ chưa hết. Quá rộng luôn, quá dài luôn. Wow, đã chưa? Wow, hôm nay cái gì ngày gì mà dữ vậy ta? Wow, hai chiếc trực thăng kia hộ tống chiếc Hathaway kìa.
người ta coi quá trời đông luôn. Ở dưới là lính Singapore đang đi tàu. Quá trời đông. Rồi người ta ngồi mặt nghẹt luôn ở dưới. Mình được cái view nhìn đã đó. Trước mặt em ở chỗ cái vòng tròn ốc á, thì kéo cờ Singapore bay vòng vòng chơi vậy đó. À ha, đằng này có tàu như là hải quan hay là cruise ship gì đây nè. Tàu gì đây? ASEAN cable ship. Ui, fire jet đâu á. Trường sức mạnh dữ thiệt. Wow, đã hàng gì ta ngồi ta coi đông mình đây mình có cái view hả? Đó ngồi chỗ cái ốc đấy em. Đông ông nghẹt dưới đó đó, bắn pháo bông gì nữa kìa. Ở đâu kìa? Ở hôm qua hôm nay 8 giờ có pháo bông mà. Phải không? Dạ. Ngày thứ bảy đúng không? Dạ. Đó, bắn ở đâu đó? Không thấy đây, không thấy. Chắc bên kia quá. Muốn đi vô casino thì mình phải thử. Giờ mình bỏ 300 để mình coi vô trong đây coi mình trong này có những cái thứ gì, với lại họ đòi hỏi những cái gì nha. Nếu mà 300 thắng được thì tốt, mà không thắng được thì thôi. Vô chơi. Bên trong casino vừa qua cũng thoải mái. Họ chỉ coi cái passport mình, hình như là đây cũng cho người xin vô chơi luôn chứ không phải là không đâu. Giờ đổi rồi. Trời ơi nó bự. Ui trời. 1, 2, 3 lầu. Ở dưới nè, sông bài dưới dữ dằn nè. Nên mình chạy xuống dưới mình coi đi. Đây là khung phòng tội lỗi. Thắng thua là chỗ này hết. Đỏ đen chỗ này hết. Quá lớn. Rồi khỏi sông bài. Giờ mình chạy qua đây mình để mình đi ăn xong rồi tối về tính tiếp. Sông bài chật chội quá, không có ngồi chỗ ngồi. Đây đứng trước này thì nhiều xe đẹp tới lắm nha. Đây có chiếc Rolls Royce mới chạy vô. Chiếc này là Rolls Royce Ghost đời mới. Giờ đứng đây đợi người bạn tới để đón để đi ăn cái gì đây không biết. Nhưng mà phải giao người đi, đưa người đi xếp hàng trước. Có nghĩa là chỗ này rất là đông, cũng có thể là rất là ngon. Bạn sẽ tới trong vòng vài phút nữa. Rồi mình lên đường đi kiếm cái gì ăn đây. Đây có CJ nó kéo xe mình nè. Can you floss? Can you floss? Yeah. Fun. See it. Maybe a kite. Này vô nhiều rớt xuống nè. Đức hình. That's still. It's still there. Look. What happened? I used to have a pet. Xe chiếc này mà ở đây bán 160 ngàn. 110.000 tiền đăng ký, 50.000 tiền xe. What is this area called? And she also did it while I was in school. Pahang Street. I was in kindergarten. Sultan. My mom let her babysitting dog go away while I was in kindergarten also. Này đúng là chỉ có người dân ở đây mới biết là những cái chỗ ăn này ngon thôi. Rồi dắt mình tới. May là mình đi đâu cũng có bạn là đỡ lắm. Giờ mình vô đây mình ăn những cái món gọi là ngon nhất ở đây nha. Như lẩu đầu cá hay gì á. Đây nè. Bên lì có bạn gái luôn. Bạn gái tên là Megan. Ảnh vui rồi. Bên này có lẩu. Đó, lẩu đó. Này là có phải xếp hàng trước mới có bàn cho mình. Wow. Đây. Đâu có người quen nó đỡ lắm. Hàng ở chocolate here. Wow. Canh món mà ngon nhất là họ gọi cho mình ăn.
đi Singapore thì mấy cái đường giống vậy, giống như Hồng Kông. Anh định qua đây ngồi, qua đây gặp ông tài xế. Let's see. Để chính xác. See something like that. Ngoài này họ đang xem múa nước, đèn đồ này nọ, đẹp quá trời, quá trời đông người ngoài này luôn. Đây đẹp nè. Tính đi bộ qua sư tử mà 10 giờ ở đây mọi thứ bắt đầu là lắng xuống rồi. Tất cả những cái chỗ ăn uống đồ này nọ vòng vòng mo là họ dọn dẹp hết rồi. Bây giờ là 12 giờ khuya, hay gọi là 12 giờ sáng. Trong này bắt đầu là thưa người rồi. Mình mới đưa bạn về. Thôi bây giờ lên nhà xong rồi sắp xếp để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai về Sài Gòn lại nha. Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Hiện tại là vẫn còn ở Singapore. Hôm nay là ngày cuối cùng gia đình Long ở đây. Bữa nay thì chuyến bay 7 giờ chiều. Tối hôm qua đứng đây với bạn thì được biết là hai căn nhà này là trồng những cái cây xanh trong đó, nhà kính. Họ trồng những cái cây xanh nhiệt đới hoặc là những cái cây xanh mà nó rất là khó sống, thì họ muốn duy trì những cái cây xanh trong đó. Trong đó hoa cũng rất là nhiều. Bên kia là tượng trưng cho những cái cây thần, tối được thắp đèn. Bên cái ốc phắn cái này nè là chỗ hôm qua mà Long có quay cái cảnh mà mọi người ngồi đây xem bắn pháo hoa tuyệt đẹp luôn. Bắn pháo hoa thì nằm bên góc bên trái này, có thể xem máy bay biểu diễn, rồi xem tàu ra vô, xem người ta bơi thuyền các thứ. Sáng sớm bên lì mặc áo này để đi bơi nè. Bơi bữa cuối xong rồi mình đi về nha con. Hello sir. Good morning. Ý trời ơi. Cho bà xem cái thẻ của con kìa. Thẻ này là thẻ của con nít nè. Này năm 2 à. Đây là chỗ xuống bơi đây. Trước khi xuống bơi thì có mấy người họ xét vé, xét cho mình có đăng ký chưa. Bây giờ đăng ký thì được bơi nguyên ngày luôn, không có thời gian giới hạn nha. Đây buổi sáng nhìn xuống, đa số buổi sáng là châu Á tắm rồi, tại vì chưa có bị nắng nhiều. Nhưng mà tới trưa là châu Á rút hết, xong rồi tới Tây người ta ra ta tắm. Tây thì ta không có ngại nắng nha. Còn hồ bơi trẻ em thì ở dưới này. Mình đi thẳng xuống dưới này thì có khu vực mà cho bên đi tắm được. Khu vực này chắc là trẻ em bắt đầu tắm được rồi nè. Ở dưới kia thì người lớn không à. Hồ trẻ em thì có thể sợ cạn hơn tí. Bentley thì đang sợ cái nhìn ra ngoài, nhưng mà thực ra ở dưới đó nó còn một cái để che lại. Có rớt xuống thì cũng là rớt. Nó còn có chỗ mà hứng mình lại nha. Don't be shy. It's okay. Come on, let's go. Over here. Đây nó có cái ghế cực dễ thương luôn. Trên mặt nước nè. Ngồi đây có thể ngắm cảnh được nếu mà không bơi. Hợp như Ivy thì ít khi bơi lắm, nên là ngồi đây nghỉ ngơi. Còn hai cha con sẽ xuống bơi nha. Bên đây xuống đi con. Xuống nước nè. Đây cũng không có sâu lắm, khoảng 1 mét à. Ở dưới kia thì có thể sâu hơn tí. Giờ mình qua bên kia nha con. Đi. Come on. Thấy không? Mình có một cái che lại nè, cho nên là không có bị sợ rớt. Mà kia còn thêm một lần nữa, nghĩa là hai lần rồi mới tới cái chỗ mà rớt xuống dưới được. Tôi nói là từ bên này mình qua hết dọc bên này, mình mới là toàn cảnh được nha.
It's very important. Hả? It's very important. Ok, bây giờ thì mình lặn một cái qua bên kia xong mình quay cho mọi người xem nha. Mình quay mọi người xem video luôn. Xuống sáng xuống check out thì cái hàng rất là dài. Nếu mà mình deposit bằng tiền mặt á thì mình phải xếp hàng mình lấy tiền mặt lại. Còn nếu mà mình trả bằng thẻ thì mình cứ tới đây nè, đến cái quầy này cái mình bỏ thẻ cái thẻ mà thẻ cửa đó, bỏ vô đó là xong. Nên mình đi thăm chợ Thái nè. Khu này thì toàn người Thái Lan họ kinh doanh ở đây. Bán tất cả những cái đồ Thái, từ món ăn cho tới đồ dùng rồi gia vị đồ này nọ thì đến đây mua. Giờ mua xôi xoài ha. Đây có tiệm bánh mì, bán đồ bánh mì Việt Nam Hương Việt nè. Bánh mì Việt Nam, rồi chợ. Bánh các loại, bánh chuối nè. Tiệm nói là vòng vòng đây thì bán xôi sticky rice mango. Ok, đi hỏi người ta là người ta chỉ cho. Hôm nay cũng cười vui lắm. Này là ăn tươi luôn nha, nuốt sống luôn nha. Xoài là họ sắc xong rồi bỏ vô trong xôi cho mình luôn nè. Chỗ này là sạch sẽ, đồ ngon, chè quá trời. Đây có cái hầm dài dài nhất sinh nè, chạy dưới thành phố xong một lát qua biển nữa. What's ERP? Electronic Root Pricing. It's equivalent to TOEFL. Okay, like a TOEFL. Yes. To regulate traffic. Đây mình tới đây ăn đầu cá nè, Paya Liba Street. Chỗ này thì ai cũng nói chỗ này ngon. Chỉ có người quen ở đây thì họ biết chỗ này. Còn mình thì nếu mà mình qua đây tự túc thì chắc chắn là không đi tới chỗ này được. Giờ vô bụp thôi. Đầu cá. Đầu cá mình chưa thấy đầu cá đâu hết. Cá thôi. Dạ. Đây là cái tiệm mà nhân curry đây nó ngon thiệt. Hơi có vị chua chua. Nhưng mà ăn rất là đặc biệt luôn. Đậm đà lắm. Hàng gì tổng thống xin cũng tới đây ăn mà. Đây là chiếc xe
để dạy cho người ta lái nè. Trên xe đang có chữ L, L không phải là long mà là learn, learn là học. À, có một người để hướng dẫn trên đó, thầy dạy lái xe trên đó. And when you get the license, it's double L. Oh no, if you are going to take a test for your license, okay, you have a double L. À, khi nào phi đi nào mình đi thi thì được hai chữ L. Đây mình vô trong này để tham quan cái Terminal 1, khu shopping với lại những cái gì mà đẹp nhất ở đây. Welcome to Jewel. Jewel. Ủa, mình đi từ đây đi vậy? Mình qua lát. Chưa, mà giờ mình lát nữa mình qua Terminal 1, Terminal 3 chứ. Đi, họ sợ không kịp. Rồi, bạn chở tới đây thôi, đây là Terminal 1, xong rồi bạn sẽ đi thăm mẹ, còn mình thì tiếp tục lên đường. Melly muốn tới, đây là cái thác mà Melly muốn nhìn nè. Ha ha, anh khoái. So cool, hả Melly? Terminal 1, để mình đi qua Terminal 3 để mình bay về Việt Nam nha. Từ Terminal 1 qua bên Terminal 3 thì mình bắt một chiếc xe SkyTrain. Mấy cái Terminal này nó mở cửa cho tất cả những người vô đây luôn, chứ không phải là người mình đi phi trường không đâu, không phải đi nước khác hay là thành phố khác đâu. Chỉ có nó mở cho tất cả mọi người luôn. That's a SkyTrain, let it go. Here we can catch it, go. Rồi, Terminal 1. Terminal 1 là chỗ này shopping đồ lớn lắm. Rồi, có cái nhà mà có thác nước nè. Nãy là mình ở trong cái nhà này. Đi bộ từ 1 qua 3 thì cũng khoảng 5 tới 10 phút thôi. Tùy mình đi nhanh hay lẹ, nhanh hay chậm. Đây có cái đường cầu nè. Đứng trong chỗ check-in của Singapore Airlines Terminal 3, mà nhìn nó dã man không? Lớn thì thôi luôn. Nhà mới đi bên này để đi vô, nhưng mà chỗ đó nó để là không được đi vô. Mình muốn vô thì vô bên kia, xong rồi ra bên này, xong rồi mình vô trong này luôn. Như vậy nó sẽ trật tự hơn. Cũng là một cái hay nha. Đây, bên khu vực này mới đúng cho First Class với Business Class. Thì mình mua vé Business Class thì mình lũi vô đây để xếp hàng làm giấy tờ thủ tục nha. Okay, bữa nay đưa mọi người đi phòng chờ của Singapore Airlines. Ngay đây là đúng chỗ sinh luôn. Thì để coi cái phòng chờ nó đẹp cỡ nào. Bữa nay nhà mình vô khám phá nha. Suit the first class, business class. They're showing way down here. Để mình check in ở đây. Đây là cái lounge của Singapore. Nhìn cái lounge nó cũng hầm hố, dữ dằn, đẹp đẽ, thoáng, rộng. Restroom bên này nha em. Phải. Yeah, come on. Bên nào? Ngoài này cho nó sáng nè. Còn kia nó có cái booth. Nè, seats right here. Ghế cũng bự nữa. Đây là chiếc Vietnam Airlines nè. Một đội Việt Nam bay vào đây toàn đi mấy bài nhỏ không, bài lớn lớn chút xíu cho người ta đi ngon lành liền. Phòng này là phòng ngủ nghỉ. Bên này thì có rất là nhiều
nước ăn, nước uống nè, nước ăn, nước uống, đồ nóng, có phở, có đủ đồ mì, đồ củ gỏi. Có điểm sắm nữa. Get something, son. Cà ri. Đây là mì nè, phở nè, tiếu. Đây là đồ lạnh, trái cây, các loại. Mì. Bên này ăn gì đó? Trời ơi, cereal hả con? Đúng là một miếng khi đói mà một gói khi no. Nãy ăn no nhiều quá, giờ ăn cái này thấy không sướng. Mát miệng ha. No quá rồi. Giờ chỉ ăn trái cây thôi. Bên đi ăn cereal tiếp. Ăn đi con. What airplane is it? Huh? What about this one? What about this one? No, this is 787. Oh yeah, I forgot. Look at that A380. That's a 380 right there, huh? That A380. It's a giant. Yeah. Yeah, that's the biggest. Same thing with this one, right? Go. Yeah. This one's huge. Go. I've never seen it. What's this? What airplane is this? You think so? $17,000 Alright, let's go. This one is. You are 12. F. 12 this. 12 this. Very good, thank you. $17,000 Hi. Yeah, we're supposed to be here. And you are 12, Billy. With mommy over there. Maybe 787. Mọi thứ khác hoàn toàn với lại 350. Vẫn cho tai nghe xịn, chai nước, thực đơn. Bên này có TV, cổng. Chiếc 787 thường thường thì nó tân tiến hơn 350 nhiều. Đèn thì cửa thì mình bấm nó đổi màu đẹp. Bấm nhìn chút xíu thì sáng lên cho mình. Họ đang duy trì chế độ tối để cho giữ nhiệt độ cho bên trong. Cái đèn nè. Giày có thể để dưới này, bên dưới. Cái này để xách béo. Ok. Đó. Mình thích 787 hơn 350. Có phim nha. Đây là chiếc Airbus 350, 380 của Emirates. Hello, con. I love you. You miss daddy?
How do you adjust the seat? Oh, I see. Mommy's sleeping. À, mẹ ngủ rồi. Enjoy your flight, okay con? Okay. Fine.